Em măng tôm phối giữa hai màu là màu kẻ và màu trơn. Một cái màu mà vô cùng là dễ mặc sang trọng. Phần eo của mình là chun nhé, có trơn eo nên là luôn luôn tạo cái form dáng và cái điểm thắt đáy eo nó rất là rõ ràng, nhìn cái áo măng tô rất là mềm, chất liệu rất là vừa vặn vừa phải, chất không dày quá và lên cái dáng áo rất là mềm mại nhá. Cái này mặc thì mình nếu như là váy rồi ạ, cái này măng tô dáng rất là mềm, nó không dày, bởi vì cái chất liệu này thì mình có thể mặc được quanh năm ạ. Với nhiều thời tiết như là cái thời tiết trong trong Nam này, Đà Lạt này, ngoài mình tầm này thì cũng rất là đẹp. Mình thích những cái chất liệu mềm vừa phải như thế này và măng tô này mình có thể sử dụng được đa dạng và nhiều hơn. Nhìn mặc nó mềm mại như váy á, khi mình cài cúc vào nhé. Đấy, chị em mình khi cài cúc vào có thể thành váy rồi ạ. Không xòe quá rộng nó xẻ sau nhé. Cho nên là chị em mình mặc khi cài và nhìn dáng rất là gọn nhé. Chun trao sau thì vô cùng dễ chịu này. Chun xung quanh luôn để cho chị em mình mặc khi mà tăng giảm cân á, mọi người mặc vẫn thoải mái ạ. Dáng áo phần bên trên nó là dòng áo crop top ngắn nên là khi mặc rất là trẻ trung và cá tính nhá. Kẻ rất là đẹp, chất thì vô cùng là mềm mềm mượt mịn, có độ đàn hồi nhá. Nhưng chất liệu này nó chỉ là dòng mặt mặt thô mịn nhá, mặt như là mặt kaki ấy, nó rất là mịn, nó mềm nó mịn và nó lại có độ đàn hồi vừa phải, chất nó không dày quá mà nó rất là mềm khi mình mặc này. Vừa phải lắm luôn ấy, cái thời tiết ở trong Sài Gòn thì mặc đi chơi buổi tối ấy, mặc cái dòng này rất là vừa. Đây là khi cài cũng đẹp, cài rất là đẹp luôn, gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh lịch, cá tính trẻ trung mà nhìn lại sang trọng lịch sự. Cả hai cách mặc đều đẹp hết, có nghĩa là khi mà mình mặc phanh thì nó cái dáng măng tô choàng rất là đẹp, mềm mại luôn. Kỳ khoác cảm giác là dáng mình nó rất là gọn, nó không hề cảm giác bị cồng kềnh, bị to nhá. Mặc dù là áo hai hàng cúc nhưng cái tông này nó rất là trầm, nó trầm nhưng mà nó rất là sang. Khi mình mặc như này nó gọn người, không có cảm giác người mình bị béo và nó vẫn có điểm thắt vì là eo của mình là có chun ạ, nên cảm giác eo rất là thắt khi mình khoác, không cảm giác người mình bị to bị béo. Cho nên là chị em mình mặc những cái chất liệu này vô cùng mềm và dáng rất là đẹp. Nhìn như này thì mình cũng chẳng hình dung, mọi người nhìn cũng không tưởng tượng ra là Thùy cao 1m52 đâu đúng không ạ? Nhưng mặc cảm giác mình rất là cao. Nói 1m52 mà ít ai tin lắm. Đứng người mẫu này. Đây mọi người nhìn này, mình đi giày cao mà mình chỉ đến vai người mẫu thôi mà. Đấy, nhưng khi đứng một người mẫu thì mình cảm giác mình không cao, nhưng mà khi mà mình mặc một mình nó rời ra đây thì cảm giác mình rất là cao. Nên mọi người cứ bảo là không biết làm sao nhìn trong này mà thấy mình cao thế. Nhìn nó không ra 1m52 mà lúc nào 1m52 mặc bất kỳ cái gì cũng được, cho nên là mình chỉ mang thêm một đôi giày cao gót thôi, cao như nó cũng vừa phải, cái này chỉ tầm khoảng 7-8 phân thôi, nó không cao lắm đâu, mà mình mặc cái dáng này rất là gọn và cảm giác mình rất là cao. Thực ra thì chị em mình ví dụ cao mình cao 1m52 thôi mà 1m65 vẫn mặc vừa cái chiều dài này, nếu mà là mình thì mình cũng thích mặc ngắn hơn chút xíu nữa. Nhưng mà vì là mình hạn chế về chiều cao nên mình cứ may với cái tỷ lệ tầm khoảng 1m6, 1m65 là vẫn mặc đẹp. Còn thường thì mình hay mặc dáng dài chứ mình cũng không mặc dáng ngắn, đã ngắn thì ngắn hẳn, nó đã dài dài hẳn. Cái chiều dài này là rất vừa cho tất cả các đối tượng từ 1m1,5 cho đến 1m65. Kể cả là 1m7 vẫn mặc được ạ, bởi vì cái chiều này thì chiều dài này mình có thể mặc vừa chồng qua gối hoặc là ngang đầu gối vẫn đẹp ạ. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc nhá. Cái này thì mình có hai màu, hôm nay mình mới chia sẻ một màu trước thôi. Chị em mình mà có nhu cầu có liên hệ thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193. Mình sẽ trao đổi cụ thể xem là chiều cao cân nặng số đo như nào để chị em mình có thể đặt may ưng ý và vừa với chiều cao cân nặng của mình luôn nhé. Đẹp quá. Những chị em ở trong Nam đợt vừa rồi ra Tết thì thấy nhà mình là khá nhiều chị em có nhu cầu, toàn là trong Sài Gòn thôi, bởi vì cái thời tiết trong Sài Gòn nó rất là mặc nó rất là vừa với những dòng chất liệu này này, cho nên là mình chỉ có chia sẻ để cho chị em mình vui vẻ là thoải mái để có thể mình đặt từ trong đấy ra ngoài Bắc vẫn đáp ứng được nhu cầu cho chị em mình nhé.